xin chào các bạn tôi là ngọc mai và chào mừng các bạn đến với podcast khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chu du đến một vùng đất đầy bí ẩn và quyến rũ ở trung đông yemen tôi thực sự tò mò về đất nước này với những câu chuyện về luật lệ bộ lạc văn hóa súng ống và cả thói quen nhai cát thật may mắn hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử trung đông ông hoàng minh để cùng khám phá những điều thú vị về yemen xin chào anh minh Chào Ngọc Mai, chào các bạn thính giả. Rất vui được chia sẻ những câu chuyện về Yemen với mọi người hôm nay. Điều thú vị là khi nhắc đến Yemen, nhiều người thường nghĩ ngay đến xung đột và bất ổn, nhưng ẩn sau những mảng tối đó là một nền văn hóa vô cùng phong phú và độc đáo. Ngọc Mai có biết người ta gọi Yemen là gì không? Tôi đoán là vùng đất huyễn bộ lạc hay xứ sở của quạt. Yemen còn được gọi là Arabia Felix, nghĩa là Ả Rập hạnh phúc, một cái tên có từ thời cổ đại ám chỉ sự trù phú của vùng đất này. Thật chớ trêu khi so sánh với tình hình hiện tại. Nhưng cái tên này nhắc nhở chúng ta về một quá khứ huy hoàng và cũng là một hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn cho Yemen. Ngọc Mai này, tôi nghe nói bạn rất tò mò về luật lệ bộ lạc ở Yemen. Đúng vậy anh Minh. Tôi cứ nghĩ ở một quốc gia đã thống nhất thì luật pháp hiện đại phải là tối cao chứ. Nhưng hình như ở Yemen, luật tục vẫn còn rất mạnh. Đó chính là nét độc đáo của Yemen. Tôi còn nhớ câu chuyện về một tù trưởng bộ lạc tên Osman người có quyền lực rất lớn trong việc giải quyết các tranh chấp. Có một người tên Bachir phạm tội giết người, bị cảnh sát truy nã, nhưng anh ta lại chạy đến xin tị nạn ở nhà tù trưởng Osman Chỉ cần làm một nghi lễ truyền thống, Bachir đã được Osman bảo vệ, nằm ngoài vòng pháp luật hiện đại. Điều này cho thấy quyền lực của các bộ lạc ở Yemen lớn đến mức nào. Ngọc Mai nghĩ sao về câu chuyện này? Thật ngạc nhiên, Vậy, ra luật lệ của bộ lạc còn mạnh hơn cả luật pháp quốc gia. Ở một số vùng ở Yemen, đúng là như vậy. Có thể hình dung Yemen giống như châu Âu thời Trung cổ, nơi quyền lực nằm trong tay các lãnh chúa phong kiến. Bạn có biết, Yemen có khoảng 17 triệu dân nhưng lại có tới 50 triệu khẩu súng. 50 triệu khẩu súng, thật khó tin, vậy chắc ở Yemen, súng ống được buôn bán tự do như hàng hóa thông thường. Chính xác, tôi đã từng đến chợ Al một khu chợ trời ở ngoài Osada ở đó, đủ loại súng ống được bày bán la liệt, từ súng trường Kalashnikov hiện đại đến súng trường Mauser cổ của Đức. Tiếng súng thử, tiếng mặc cả ồn ào tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn rất đặc trưng. Ngọc Mai có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó không? Tôi có thể hình dung ra một khung cảnh khá náo nhiệt, chắc hẳn văn hóa súng ống đã ăn sâu vào đời sống của người Yemen. Đúng vậy, súng không chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng của quyền lực và địa vị thậm chí nó còn được dùng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân nữa. Chuyện này dẫn chúng ta đến một nét văn hóa đặc trưng khác của Yemen, đó là nhai cát. À vâng, tôi cũng có nghe nói về cát. Hình như đó là một loại cây có chất kích thích. Nó bị cấm ở nhiều nước Ả Rập khác nhưng lại rất phổ biến ở Yemen. Khoảng 80% người Yemen nhai cát. Họ dành hàng giờ mỗi ngày để nhai loại lá này. Ngọc Mai có biết tại sao cát lại phổ biến như vậy không? Tôi nghĩ có lẽ vì nó giúp người ta cảm thấy hưng phấn, quên đi những khó khăn trong cuộc sống. Đó là một phần lý do. Quát cũng là một phần quan trọng trong đời sống xã hội của người Yemen. Việc cùng nhau nhai cát là cách để mọi người giao lưu, kết nối với nhau. Và cũng đừng quên, cát là một ngành kinh doanh lớn ở Yemen, chiếm khoảng 30% sản lượng nông nghiệp. Điều này thật thú vị. Vậy còn phụ nữ Yemen thì sao, anh Minh? Tôi nghe nói họ phải sống trong những quy tắc khắt khe của xã hội Hồi giáo. Đúng là phụ nữ Yemen phải đối mặt với nhiều khó khăn. Họ thường không được phép ra ngoài làm việc, lái xe và phải che kín toàn thân khi xuất hiện nơi công cộng. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi. Ngày càng có nhiều phụ nữ Yemen được tiếp cận với giáo dục, tham gia vào các hoạt động xã hội. Họ đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Tôi thật sự ngưỡng mộ sự kiên cường của họ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử của Yemen anh Minh nhé. Tôi biết Yemen đã trải qua rất nhiều biến động, chia cắt và chiến tranh. Anh có thể tóm tắt những sự kiện quan trọng nhất không? Yemen từng bị chia cắt thành hai miền Nam, Bắc trong một thời gian dài. Miền Bắc do các imam cai trị, còn miền Nam là thuộc địa của Anh. Sau nhiều năm đấu tranh, cả hai miền đều giành được độc lập và thống nhất vào năm 1990. Tuy nhiên, cuộc nội chiến năm 1994 đã khiến đất nước lại rơi vào tình trạng bất ổn. Qua câu chuyện của anh Minh, tôi thấy Yemen là một đất nước vừa quyến rũ, vừa đầy mâu thuẫn, nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa luật lệ bộ lạc và luật pháp quốc gia. Cảm ơn anh Minh đã chia sẻ những câu chuyện thú vị này. Quý vị thính giả, hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp các bạn hiểu thêm về Yemen, một vùng đất đầy bí ẩn và tiềm năng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo. Cảm ơn Ngọc Mai và các bạn thính giả đã lắng nghe.